Chết tiệt, các ngươi làm gì vậy? Đây cũng là nhà của ta mà, sao các ngươi lại đuổi ta đi? Bọn ta chưa giết ngươi là may cho ngươi lắm rồi đó. Cha của ngươi là Khét-nét đã bị tiêu diệt, còn tên thí nghiệm 1006 chủ nhân của ngươi cũng đã chết. Bây giờ lũ ấp bê xấu xa các ngươi không xứng đáng sống trong công ty Poppy Playtime. Mau cút đi. Lũ khốn kiếp, ta cũng là búp bê, các ngươi cũng là búp bê, vậy mà các ngươi lại đối xử với ta như vậy. Các ngươi giúp đỡ tên người chơi giết chết cha của ta, còn giết chết chúa tể 1006 nữa. Ta sẽ quyết báo thù các ngươi. Các ngươi hãy đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ lấy lại công ty Poppy Playtime. Kia là búp bê đi lại, đồng loại cũ của cha mình mà. Chết tiệt, lũ quái vật, mau tránh xa cô ấy ra. Mày định giành ăn với bọn tao à? Không dễ như vậy đâu. Tao sẽ xé xác ăn thịt mày trước. Chết đi, lũ đáng ghét. Búp bê đi lại, cô có sao không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Có phải cô bị tên người chơi hãm hại không? Là ngươi à, búp bê mẹ con. Ta không bị tên người chơi sát hại, mà là một lũ quái thú kỳ dị do mụ búp bê Poppy mời đến. Cái gì chứ? Lại là lũ búp bê khốn kiếp đó. Chính bọn chúng đã giành mất công ty Poppy Playtime và đuổi chúng tôi ra khỏi đó. Bây giờ ta phải đi tìm cha của mình. Đừng đi tìm khách nát. Cha của cậu cũng bị chính lũ quái thú kỳ dị mà tôi nói lúc này giết chết rồi. Bọn chúng nguy hiểm mạnh lắm. Đừng đi. Đi. Chết tiệt. Lũ quái thú kỳ dị à, tôi sẽ bấm bọn chúng thành trăm mảnh. Mình phải tìm bằng được lũ khốn kiếp đó. Hướng nào đây? Gì thế này? Sao nhiều động vật chết vậy? Không lẽ bọn chúng từng xuất hiện ở đây và giết chết lũ động vật đây? Gì thế kia? Là một vật thể bay. Không lẽ bọn chúng núp hết tất cả trên đó? Được lắm, ta sẽ phá nát cái thứ đó. Cho các ngươi xuống đây, ta sẽ xé xác sạch các ngươi. Gì vậy? Ánh sáng gì vậy? Chết tiệt, ta sẽ kéo đầu các ngươi xuống đây. Khốn kiếp, sao không có ai cả? Người của mình sao trở nên cao khều thế này? Không lẽ là thứ vật thể bay đã chiếu ánh sáng làm mình biến đổi thế này? Hay lắm, vậy thì ta sẽ tiếp tục tìm kiếm lũ quái thú đã giết chết cha ta và búp bê đi lại. Ngon quá đi. Gì ở đằng kia vậy? Là một búp bê mèo. Sao giống cha của mình thế này? Khốn kiếp, đúng rồi, là Khét-nét cha của mình. Chết tiệt, kẻ nào đi? Mày tới đây làm gì? Định giành sức ăn của bọn tao à? Chết đi, lũ bọn thiểu này, chúng mày to gan dám giết chết cha tao, ăn thịt cha tao. Tao sẽ nghiền nát chúng mày thành trăm mảnh. Cha ơi, cha còn sống không? Con là con của cha, con là búp bê mèo con đây. Búp bê mèo con à? Con của ta, sao con không ở công ty Poppy? Lũ búp bê tự xưng là tốt bụng, giúp đỡ tên người chơi. Chính bọn chúng đã đuổi tất cả những búp bê theo phe thí nghiệm 1006 như con ra khỏi công ty. Con không biết đi đâu, nên đi tìm cha thì gặp cha như thế này. Cha ơi, lũ quái vật kỳ dị đã hại cha thành ra thế này đúng không? Bọn chúng ở đâu? Con sẽ báo thù bọn chúng giúp cho cha. Không được, con không được tìm bọn chúng. Bọn chúng không giống như những sinh vật tầm thường. Bọn chúng tuy xấu xí nhưng rất kinh khủng.
con chắc chắn sẽ chết dưới tay của bọn chúng. Mau, mau, tìm một nơi an toàn, ẩn nấp đi. Cha sắp không xong rồi, cha không thể tiếp tục bảo vệ con. Hả? Cha ơi, cha ơi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Mẹ kiếp, người thật to gan, lúc nãy dám giết chết mấy con quỷ con của ta. Người có biết ta là thú cưng của chú tể địa ngục không? Cái gì thế này? Ngươi là thú cưng của chú tể địa ngục à? Thì sao chứ? Con của các ngươi dám làm hại cơ thể của cha ta, ta sẽ không tha cho một đứa nào. Cấm mồm, thứ này đã sắp chết rồi, con của ta lên ăn lấy cơ thể của hắn thì có gì sai? Trước sau gì hắn cũng phải xuống địa ngục, cơ thể hắn cũng sẽ thôi nát mà thôi. Không, không, cơ thể của cha ta dù có chết ta cũng sẽ chôn cất ông ấy đàng hoàng. Còn nếu kẻ nào đụng tới người của cha ta, ta sẽ phanh da sẽ thịt tên đó thịt chấm mảnh. Dù có chúa tể địa ngục tới đây, ta cũng sẽ liều mạng với hắn. Cái gì? Cái gì? Người dám coi thường ta, dám đem chúa tể địa ngục của ta ra để cho người trêu đùa chút giận à? Ta sẽ nghiền nát, ăn tươi nuốt sống ngươi luôn, rồi đem cơ thể của cha ngươi tế bông linh cho cái con của ta. Đáng ghét, đáng ghét. Ta sẽ không để cho ngươi tội nguyện đâu. Ta sẽ lấy xác của ngươi tế lại vong linh của cha ta, bắt ngươi phải chịu tội trước mặt ông ấy. Chết đi, chết đi, thưa ác quỷ. Không thể nào, không thể nào. Sao, sao thứ mèo kỳ lạ này lại mạnh đến như thế? Khổ kiệt, ta nguyện rủa ngươi biến thành một thứ kinh tởm, xé xác ăn thịt cả cha của ngươi. Không, không, mình bị gì thế này? Sao mình không tự điều khiển được cơ thể của mình? Không, không, cha, cha ơi, không, con xin lỗi. Khổ kiếp, khổ kiếp. Giết, giết, ta sẽ giết những kẻ nào khiến ta thành ra thế này. Tiến lên nào anh em, giết chết thì búp bê kỳ lân này. Lũ chết tiệt, bọn ta đã tha thả các ngươi đi, các ngươi còn quay lại chống đối với ta, vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Đây, ai cho các ngươi quyền tự quyết định số phận của những búp bê khác? Các ngươi tự ý đuổi bọn ta ra khỏi công ty Poppy Playtime, bọn ta chống cự, các ngươi lấy mạng bọn ta. Được lắm, đến lúc ta sẽ lật đổ chế độ của các ngươi, ta sẽ lên thay thế và chiếm đoạt lấy công ty Poppy Playtime đây. Gì thế này? Hết hết, ngươi chưa chết hay sao? Không thể nào, rõ ràng ta cùng với những quái thú kỳ dị đã đánh chết ngươi rồi mà. Cái gì? Ngươi góp phần giết chết cha của ta. Đúng vậy, búp bê mèo khách nát đã chết. Ta là con của mày, ta là búp bê mèo con đây. Ta bị một con ác quỷ nguyền rủa nên nó trở thành ra thế này. Ngươi cũng góp phần đó. Được rồi, bây giờ ta sẽ đem tất cả nỗi uất hận chút lên đầu của ngươi. Chuyện chết đi, thứ kỳ lân đáng ghét. Chết tiệt, chết tiệt, búp bê mèo con. Ngươi đúng là rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt. Ta đã tha cho ngươi một con đường sống, ngươi to gan quay lại đây muốn chiếm lại công ty Poppy Playtime này. Ta không bao giờ thăng chức được đâu. Hôm nay ta sẽ đại diện cho chính nghĩa, tiêu diệt những búp bê hắc ám xấu xa cho các ngươi. Chính nghĩa à, tà đạo à, ta khinh, ta khinh lũ búp bê các ngươi. Tự cho mình là lương thiện, tự cho mình là tốt lành, các ngươi còn thua loại cầm thú. Các ngươi đối xử với bọn ta tàn nhẫn, không cho bọn ta một nơi để ở, đánh đuổi bọn ta, giết chết bọn ta. Từ đó là thứ chính nghĩa của các ngươi à. Được lắm, được lắm. Hôm nay ta sẽ kết thúc tất cả những thứ chính nghĩa đó. Ta sẽ biến công ty Poppy Playtime này trở thành nhà của tất cả những búp bê mà bị các ngươi xua đuổi. Bọn ta sẽ trở thành một lực lượng thích làm gì thì làm. Kẻ nào tới, bọn ta sẽ giết. Đủ con người đến, bọn ta sẽ ăn thịt. Chết tiệt, chết tiệt. Thứ độc ác này, ngươi đừng có mơ, cái điều đó sẽ thành sự thật. Ta sẽ ngăn cản ngươi lại. Wow.
rồi. Công ty Poppy mà lấy tham này sẽ biến thành một công ty đẫm máu. Kẻ nào cản đường ta, kẻ đó sẽ bị tan xác.